Mai xin kính chào bà con, kính chào các bạn. Chúc bà con và các bạn thật là nhiều sức khỏe và chăn nuôi thành công. Hôm nay em làm cái video này để em chia sẻ với bà con và các bạn về cái vấn đề dịch bệnh của lươn năm 2020. Thì chắc có lẽ là bà con cũng biết là năm nay là cái năm mà khó nuôi nhất. Của vật nuôi nói chung và của lươn nói riêng. Thì cái con lươn này nó rất là nhiều bệnh, nó xảy ra liên tục trên mọi lứa tuổi luôn nha bà con. Năm nay lứa tuổi luôn. Và cái độ lây lan dịch bệnh của nó thì rất là mạnh mẽ. Có nhiều cái trường hợp là bắt lươn con về để chuẩn bị cho vụ lươn mới đó, mà nó lại bệnh và nó lây luôn cả cái bồn lươn mà thịt của mình chuẩn bị xuất bán đó, nó lây luôn. Thì từ đó mà mình rút ra được cái kinh nghiệm gì bà con, là khi mà mình bắt cái con giống mới về là mình phải cá biệt nó ở ở một nơi riêng để mình cách ly nó, mình theo dõi nó. Và cái con giống mới về đó là mình phải xử lý khuẩn nó liên tục trong 7 ngày để nó diệt cái mầm bệnh. Rồi cái vấn đề chăm sóc á thì như thế này nè bà con à. Bà con phải chăm sóc cái đàn lươn thịt của mình trước đi. Tức là cho ăn vệ sinh thay nước gì trước rồi mình mới qua cái đàn lươn nhỏ. Chứ mình đừng có làm vệ sinh ở cái đàn lươn nhỏ trước, cho ăn trước. Đó, mình đụng vào cái con lươn hay đụng vào nước hay gì đó, giật những cái vật dụng đó rồi mình qua bên cái bồn lươn thịt mình làm, là lỡ như bồn lươn nhỏ nó có bệnh nó sẽ lây qua bồn lươn bự này luôn. Bà con phải nghiên cứu kỹ về cái vấn đề mà em nói nha, chứ bà con đừng có lơ là rất nhiều trường hợp mà nó đã xảy ra rồi đó. Là những cái gì em chia sẻ trên này là những cái gì mà em thấy ngoài thực tế nó đã bị rồi thì em mới chia sẻ lên cho bà con. À, để có nhiều bà con nuôi lươn mà vô tư, hoặc là mới nuôi chưa biết, hoặc là nuôi 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 lâu năm rồi đó, rồi ỷ ỷ là mình có kinh nghiệm rồi, rồi không quan tâm tâm mày tới cái lúc mà lươn bệnh đó thì lại lại hoảng hốt lên rồi cầu cứu người này cầu cứu người kia, thì lúc đó không ai cứu được hết. Lúc mà lươn bệnh rồi không ai cứu được đâu, em khẳng định với bà con vậy đó nha. Đó. Lúc nào em làm cái video về lươn thì em cũng chia sẻ với bà con là về cái việc mà lươn đã bị bệnh rồi thì không ai cứu bà con được hết á. Ta chỉ chia sẻ lúc mà nó chưa bị bệnh thôi, còn bị bệnh rồi thì không ai cứu được đâu. Đó. Nên bà con cũng đừng có mong chờ vào thầy và thuốc, thầy và thuốc mà lúc nó bệnh rồi thì chỉ có thuốc tiên mới 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 chỉ nổi thôi, cái thuốc thường chỉ không nổi đâu nha bà con. Đó thì em chia sẻ với bà con trên cái tinh thần là vậy rồi. Rất mong là bà con nào mà có coi thấy không có hợp, thấy em nói không có hợp á thì cũng rất mong bà con thông cảm và đừng có xem cái kênh của em nữa. Nó là thật sự em chia sẻ thật chứ mà cái thật á thì nó lại mắc cái lòng nói vậy đó bà con. Thôi thì cái video này nó cũng dài rồi, là em dừng ở đây. Thì rất cảm ơn bà con và các bạn đã theo dõi cái video của em. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những video tiếp theo. Thì cũng gần hết năm rồi, thì mong rằng cuối năm nay
và bà con và các bạn sẽ chăn nuôi thành công và thu hoạch lớn ở từ cái việc chăn nuôi của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và các bạn nhé.